đi. Chơi thằng Cường xong, Cường qua nhờ, ví dụ ai mộ với nó không? Tao hộ nó với tôi này. Để tưởng không quen biết thì thôi. Không quen rồi thì nó đã quen rồi thì đi làm cái gì? Với nhau với bạn Cường thôi. Bảo nó ai đấy? Bạn mẹ vừa qua một Cường không ai mộ không kêu xong, vừa sang 15 bia chơi với nó xong. Cái này chẳng có quen biết. Phá thì phá nhưng mà nào không biết thì giết đâm giết thoải mái, đã biết tao rồi phá là được. Được không? Của nó online. Phá không hề, nó không biết ai với ai cả. Bạn cho cháu rồi. Nó cũng hay đi của bọn tôi mà. Ông biết cái nick cháu bác Hồ xưa không? Tôi biết, Quỳnh nó, à Trinh trước mà nó biết đấy mà. Ừ, tôi đấy, còn ai nữa. Tôi biết cái khoản đấy. Ở xưa tôi với Văn Minh cũng đi phá bọn anh suốt, là như anh em cố ví và cố thôi thì để im tôi làm chứ còn nó nghỉ thì nghỉ, nhưng không khác chúng nó làm thoải mái cùng lắm là chúng nó nghỉ rồi thì mất cái gì của nó đâu, và cùng lắm là coi như chúng nó hay coi như là trời mưa thì coi như bỏ con cái đéo gì hiểu không, không có hiểu cấp khoản đấy. Ừ. Tại vì tôi đâu cũng phải là ra ngoài đây ít đâu mà đấy mẹ nó quay thế thì tôi tí đéo có cái vẹo gì mà chúng ta bảo nó khi thần tay nó nhỏ thôi cái con này có nói thế phải hiểu biết cơ, nhưng mà va chạm nhiều thì hiểu biết mỗi cả làm cái gì cũng thế cả, hiểu không? Thôi đừng quay đâu anh, thì mẹ nó nói thế rồi. Bà mẹ để bỏ cái tiền lên ra. Thôi thằng Cường vừa vào trung gian cái vụ ở Võ Trí Công mà nó sẽ chơi với nhau rồi. Tôi tắt con ta này đi kia trong bên ta Cường nó bảo là em đang đi ở đâu mà mỏng ấy. Cường đang ở bên Long Biên. Bên Long Biên à? Anh bảo là Cường anh cho anh ra đây nào. Đâu vừa gọi Quỳnh mà, Quỳnh vừa gọi Quỳnh mà. Quỳnh hỏi ra đây giờ. Không. Anh đang đi lúc người đi có việc thì đi phát đàn. Nguyễn có phải cái lúc em về thay đồ đấy. Em một số sinh viên bị túng. Bây giờ em chạy là để lại cho đi hết. Mấy ông phát đàn đang bắt thằng vật mà. Vừa sinh viên á? Ừ. Mà anh vào một lúc. Thôi. Tại vì anh đang đi có việc, anh chưa không phải là tại ai đến bỏ học lại tại anh lại tại anh anh có hiểu kiểu gì học có mẹ chết thôi. Chưa, Quỳnh ra đây kệ nó. Kệ. Kệ thì Quỳnh chơi với mình nhẹ hơn. Kệ tình tích kệ tình còn đỉnh khá thì kệ đỉnh khá thôi.
Ừ thì mình phá thì kệ thôi, cần tình tức thì mình phá giúp thôi. Ai đây, anh Cường đâu? Cường là nó gọi là nó lắm. Riêng Cường nhớ là giám đốc đang nói. Tôi khẳng định luôn. Mày lên mà xem đàn đa Cường nhắn tin nhỉ. Đồng ý cái bài anh thấy Cường này. Đang bảo đang tự tin đó. Đang mày à? Cửa gặp chú. Cửa gặp đấy. Alo. Đúng. Rồi rồi. Anh đang ở đâu đấy? Đi ẩm nắp. Đi đâu? Thì anh em cưới cho anh cứ ăn đi, làm gì anh đâu. Ok. Em vừa mới ra đây chứ có em phải làm gì đâu đúng anh không? Không, em mở ra đây bảo uống nước không, bảo Cường nó bảo thế anh em ra đây à, thế nó xin việc ra đây. À được ấy, bảo em vừa mới ra đây, anh nhìn em vừa mới đi qua đây xong đây chứ em chẳng ra đây lúc đầu một gì đâu. Em đi luôn đấy thì em còn đứng đâu. Nhưng mà đâu nữa không? Thôi anh ạ, thôi.